lớp mình lại xôn xao dữ vậy hả? Hôm nay nhà trường bắt chúng ta phải chích ngừa bệnh cúm. Chích ngừa cúm sao? Anh trai mình cũng mới chích ngừa và anh ấy nói rằng chích ngừa lần này đau kinh khủng lắm. Mình cũng nghe nói như vậy, nó giống như một cú bắn từ địa ngục tới đó. Mình cần phải ăn hết ngay bây giờ. Một học sinh lớp 6 đã nói rằng chích ngừa bệnh cúm còn đau gấp 3 lần so với khi nhổ răng nữa đó. Cái này thiệt không vậy? Không thể nào đâu. Cha đâu ơi, bình tĩnh lại đi. Phải làm sao đây? Hôm nay nhìn bạn có vẻ đang bị bệnh cái đúng không? Không phải, không có đâu. Người nào bị bệnh chứ, không biết. Không phải là mình, mà mình chính là cha đu. Chơi cha đu, là chơi cha đu. Chích ngừa bệnh cúm. Mình có tin vui nè, lớp chúng ta sẽ là lớp cuối cùng đi chích ngừa đó. Có thật không vậy? Không có vấn đề gì nghiêm trọng giống như lời mọi người đồn đại. Nhưng mà chúng ta phải có phương pháp phòng bị chứ. Đây chính là cách để bỏ trốn. Cái gì hả? Vậy là đáp án của chúng ta chính là 52. Bây giờ chúng ta sang bài kế tiếp nha. Một tháng có 30 ngày và một ngày thì có 24 giờ. Một đi giờ theo hướng này và ra bên ngoài sân ở đây. Chúng ta sẽ có tổng cộng là bao nhiêu? 1.400. Và sau khi kết thúc trận đấu với Sunny, chỉ còn có Noma ngồi một mình ở trên tảng đá. Nè, lớp 3-4 đã chích xong rồi đó. Tiếng hát đầu tiên đã đến vào lúc 9 giờ 47 phút 21 giây. Và tiếng hát thứ hai lớn hơn đến vào lúc 10 giờ 39 phút 32 giây. Vậy thì một lớp sẽ mất hết. Cái gì vậy chứ? Phải mất tới hơn 19 giờ để đưa một lớp đi chích ngừa cúm sao? Trời đất ơi, họ chích ngừa cái kiểu gì vậy chứ? À, không phải vậy đâu, Chadu à. Bạn phải trừ đi chứ không phải cộng lại. Đúng là như vậy. 10 giờ 39 phút trừ đi 9 giờ 47 phút là bao nhiêu? Mình có đi học thêm môn toán cho nên mình biết cách làm phép trừ loại này. Nếu như các bạn trừ đi thời gian, có nghĩa là các bạn đang du hành về quá khứ. Nè nè các bạn, không phải như vậy đâu mà. Và câu trả lời chính xác là 52 phút và 11 giây. Wow. Nhưng mà ai quan tâm về chuyện đó? Vấn đề chính là khi nào họ sẽ tới lớp chúng ta để chích ngừa đây? Nếu dựa vào thời gian tiếng la hét mà chúng ta nghe được từ 3 lớp và sau đó tính toán, thì họ sẽ đến lớp chúng ta vào lúc 12 giờ 5 phút. Dạ, bây giờ là đã 11 giờ 38 phút rồi. Vậy chỉ còn 17 phút nữa thôi. Được rồi, vậy thì mình sẽ bỏ trốn khỏi trường trong vòng 17 phút nữa. Vào lúc 12 giờ 5 phút, cả lớp vẫn còn đang ở trong giờ học. Mình sẽ nhanh chóng tìm cách lẻn ra khỏi lớp. Chắc chắn là sẽ không ai biết hết. Nhưng nếu lỡ như bạn bị bắt gặp thì tính sao đây? Nếu như vậy thì... nếu như vậy thì mình sẽ quá trang thành một bà lão như vậy sẽ dễ dàng vượt qua thôi mà. Nhưng phòng của giáo viên nằm ở ngay tầng 1 thì bạn sẽ giải quyết như thế nào? Minji à, bạn quên rằng mình thực sự là một chú khỉ con nhanh nhẹn và nhảy rất giỏi hay sao hả? Đó chính là toàn bộ kế hoạch bỏ trốn của mình. Cha đâu à?
Cho mình đi chung với bạn nha, làm ơn đi. Nè, cậu làm cái gì vậy chứ? Không thể được đâu, bởi vì cậu quá mập. Mình sẽ cho bạn mượn trò chơi điều khiển mới nhất nè. Hả? Có thiệt không vậy? Trò chơi đâu? Hả? Bạn không định bỏ trốn khỏi nơi nguy hiểm này một mình như vậy có đúng không? Mình sẽ đi cùng với bạn, bỏ trốn khỏi ngôi trường này. Hả? Cho mình nữa, cho mình nữa, cho mình nữa. Mình sẽ bị bắt nếu như cho quá nhiều người đi cùng. Chỉ duy nhất có Đôn Đôn và Dân Sức được đi cùng mà thôi. Hay quá. Bạn có chút tự trọng nào không vậy? Chắc chắn đây cũng sẽ giống như cảm giác của Marie Antoinette trước khi cô ấy bị xử tử. Mình nhất quyết sẽ không chạy trốn hay là cầu xin sự giúp đỡ của cha đâu. Mình sẽ dũng cảm ngẩng cao đầu và chịu sự đau đớn của mũi chích ngừa cúm. Kim Sơn Đôn à, em làm gì mà lên đây vậy? Dạ thưa cô giáo, em chào cô. Nè Kim Sơn Đôn, hãy nói cho cô biết em đang muốn làm cái gì. Dạ thưa cô, em không muốn làm gì hết, em chỉ ngủ quên thôi. Vậy tại sao em lại thức dậy ở chỗ này chứ? Dạ đâu có đâu. Mình không thể đổi tóc giả được. Làm sao bây giờ? Sao thầy lại tới đây kia chứ? Thầy sẽ phát hiện ra tụi mình mất thôi. Cha Đu à, bạn chạy trước đi. Mình sẽ ở lại giải dây cho bạn. Nè, em đang làm gì ngoài hành lang vậy hả? Em tính làm cái gì mà đổi mấy thứ này lên đầu? Đang giờ học sao đi ra ngoài như vậy hả? Bạn nhất định phải trốn thoát được đó nha. Em đang tính làm cái gì ở đây vậy hả? Dạ thưa thầy, em chỉ muốn tìm lớp của em thôi mà. Mình đã cảm thấy bị bệnh một chút xíu vào buổi sáng, và bây giờ là giữa trưa rồi. Cha Đu à, giọng của bạn bị sao vậy? Giọng của mình đã bị đổi chắc rồi. Chắc có lẽ bạn đã bị bệnh rồi đó. Bạn nóng quá trời luôn. Vậy là hôm nay bạn không thể chích ngừa được rồi. Bạn đang nói cái gì vậy? Nếu trong trường hợp bạn đang bị sốt hoặc bị cảm thì đương nhiên là sẽ không thể nào chích ngừa cúm được. Sao bạn không nói cho mình biết điều này sớm hơn chứ? Ông trời ơi, con xin cảm ơn người. Dạ thưa cô, em đã bị nóng sốt ạ. Ôi trời, vậy là không được rồi. Cô nghĩ chắc là ngày hôm nay em sẽ không thể nào chích ngừa cúm được đâu cha Đu. Tốt quá đây. Cả lớp, chào các em nhỏ đáng yêu. Bây giờ các em hãy chơi trò bệnh viện cùng với anh có được không? Anh đã chích xong rồi. Nè, chích có đau không? Không, không hề đau một chút xíu nào. Dạ anh bác sĩ, sau khi chích xong còn cho mình kẻ mút nữa nè. Các em học sinh đáng yêu, anh thấy ngày hôm nay tất cả các em thật sự rất can đảm. Bác sĩ ơi, em cũng muốn chích ngừa cảm cúm nữa. Không cần đâu bác sĩ ơi, em ấy hiện đang bị sốt nên không thể nào chích ngừa được. Nè em, không thể chích ngừa khi trong người đang bị sốt. Tạm biệt các em nhỏ.
cũng có thể mình không được chích ngừa bệnh cúm, nhưng tại sao mình lại buồn ngủ dữ vậy nè? Thôi mẹ con về rồi. Hả? Trời, cha đưa à, con bị làm sao vậy? Ôi trời ơi, không được rồi, con sốt tới 39 độ lận. Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi khám bác sĩ nghe. Vậy chứ? Mẹ ơi mẹ, con muốn đi phòng khám miễn phí. Phòng khám miễn phí, phòng khám có bác sĩ thật hiền lành đó. Con bé này nó nói sảng cái gì vậy trời? Chắc là nó đang lo lắng về tiền bạc đây nè. Cổ họng của em đã bị sưng lên cho nên mới bị sốt như vậy. Dạ, vậy chích ngừa bệnh cúm cho em đi. Ồ. Bác sĩ ơi. Được không hả mẹ? Ôi trời, còn hỏi nữa, đương nhiên là không rồi. Ủa? Gì vậy ta? Tại sao lại có đông người đứng bu quanh đó vậy? Không lẽ có cửa hàng nào bán giảm giá lớn hay sao? Được rồi, rồi cha đu, con đã sẵn sàng chưa? Mẹ còn muốn mua thêm gì nữa đây? Chúng ta đã mua quá nhiều và cánh tay con mỏi lắm rồi. Mẹ sẽ mua cho con xúc xích chiên. Rồi cha đu, hiện giờ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nào, đi thôi. Đây là cái gì vậy chứ? Có phải là bán hàng giảm giá gì đâu. Mẹ ơi, chúng ta hãy đi thôi. Cuộc thi bé khỏe. Ơi, xin chào bà về rồi đây. À nè, bà xã, em tính toán gì mà suy nghĩ dữ vậy? Em đang cố gắng lựa chọn ra một đứa trong số các con mình để đăng ký tham gia cuộc thi. Tham gia cuộc thi à? Nhưng mà thi cái gì ta? Thì là cuộc thi bé khỏe ở thị trấn hàng năm đó anh. À, cái cuộc thi đó hả? Những đồng nghiệp của anh ở trong công ty cũng đang bàn tán về việc cho con của họ đăng ký tham gia cuộc thi này đó. Có thiệt là như vậy không anh? Nếu như vậy thì không ổn, cuộc thi trở nên khó khăn hơn nhiều rồi. Nếu như vậy, Mimi sẽ là người được chọn. À, đúng vậy, Mimi nhìn mũm mĩm và rất là dễ thương. Chắc chắn Mimi sẽ trở thành bé khỏe tuyệt nhất rồi. Mũm mĩm chứ không phải là mập mà. Nè chị, bởi vì mẹ chọn em nên chị mới ganh tị cái đúng không? Ai mà thèm ganh tị chứ. Chị không thèm quan tâm tới những việc như vậy đâu Mimi. Chị không muốn mình trở thành một con vật ở trong sở thú đâu. Có cho tiền chị cũng không thèm làm. Mimi à, con phải cố gắng giành giải nhất nha cô. Mimi của bà hãy cố gắng lên. Chị ơi cố lên, chắc chắn chị sẽ làm được mà. Đúng vậy. Ôi không. Ôi trời ơi, có chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Ôi trời ơi, nhìn Mimi có vẻ rất là tệ luôn đó. Nè Mimi à, con có đau lắm không? Dạ không, nó không đau chút nào hết. Nhưng con không thể nhìn được và có cảm giác ngứa lắm. Thật tội nghiệp cho con mà. Mẹ ơi, mẹ đừng quá lo lắng mà. Thật sự không đau chút nào. Ôi trời ơi, con không sao là tốt rồi. Nhưng cuộc thi bé khỏe sẽ tổ chức vào hôm nay. Con bị như vậy thì làm sao mà tham gia được? Xin chào mọi người buổi sáng hả? Mắt của em nhìn giống như quái vật vũ trụ á. Quái vật vũ trụ hả? Mẹ ơi, chị cười con kìa. Cha đu à, sao con dám? Tại sao con có thể nói em con là quái vật vũ trụ hả? Ngốc. Con bé này thích chơi thể thao, không giống như những đứa bé gái khác. Hãy nhìn những cơ bắp của nó đi. Yeah.
Chadu à, con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đăng ký tham gia cuộc thi này. Chúng ta nhất định sẽ làm cho Choi Chadu, con gái của mẹ, trở thành người chiến thắng. Cái gì chứ? Con không thích tham gia cái đó đâu. Chadu, con có chịu đứng lại chưa? Ôi trời ơi, thiệt là khó chịu. Sao mình phải làm mấy cái chuyện này vậy chứ? Chịu khó một chút đi. Nếu thắng sẽ được cấp gạo miễn phí trong vòng một năm đó. Nhưng chúng ta vẫn có thể mua gạo được mà. Trời đất ơi, chơi chơi đu, con hãy cố gắng động não một chút đi. Nếu như nhà mình không cần phải mua gạo trong vòng một năm, chúng ta có thể dùng tiền đó để mua thịt. Con thử suy nghĩ coi, vậy có phải sướng không? Hả? Mua thịt sao? Xin mời em cho cha đu có số đăng ký 59, hãy vào trong này đi. Tôi sợ là chỉ mất thời gian mà thôi. Nó là con bé không đạt đi. Không sao, tôi thấy cô bé rất tốt. Dù sao đi nữa, đây không phải là cuộc thi bé đẹp mà là cuộc thi bé khỏe. Ngài thấy có đúng vậy không thưa ngài? Mục đích của cuộc thi này là giúp chúng ta tìm ra những đứa trẻ mạnh mẽ và có sức khỏe thiệt là tốt. Thật sự là như vậy sao ạ? Vậy thì bây giờ con sẽ biểu diễn trò này. Nhưng thật sự chúng ta đã xem những trò như thế này hàng trăm lần rồi. Anh hãy thông báo con bé không đạt và cho đứa trẻ kế tiếp dù đi. Ai, thiệt là chán ghê á. Mình cần phải có nhiều khoảng trống hơn nữa. Phải chuyển mấy cái này đi thôi. Đã đậu rồi. Hay lắm, mẹ biết là con làm được mà. Thưa quý vị, thật xin lỗi vì sự chậm trễ. Và bây giờ sẽ không để cho quý vị chờ lâu nữa. Tôi xin tuyên bố cuộc thi bé khỏe chính thức được bắt đầu. Và đây là ba ứng viên sáng giá nhất đã bước vào vòng chung kết sau khi vượt qua vòng sơ tuyển. Xin trân trọng giới thiệu. Cố lên Chadu, cố lên Chadu, cố lên Chadu, cố lên Chadu. Anh Huy à, bạn đang làm cái gì ở đây vậy hả? Tại sao bạn có thể mà mình lại không chứ? Đây là cuộc thi dành cho những đứa trẻ tuyệt vời nhất. Và mình thấy thích hợp cho mình lắm. Thôi được rồi, nếu bạn nói vậy thì hay lắm. Nhưng mà bạn có chắc chắn là mình không sai lầm khi tham gia cuộc thi này không hả? Dĩ nhiên là mình đã suy nghĩ kỹ rồi. Rồi bạn sẽ phải khóc lóc sau khi bị mình đánh bại. Vì vậy biết không thể rút lui đi. Bạn cứ chờ đó mà xem. Mình nhất định sẽ đánh bại Lee Eun-woo cho bằng được. Mình sẽ làm tất cả mọi thứ để chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào vòng thi đầu tiên. Trong vòng thi đầu tiên này sẽ có một thí sinh sẽ bị loại. Vòng thi đầu tiên chính là thi ăn. Ôi trời đất ơi, vòng thi này Chadu thắng chắc. Đúng vậy đó, Chadu có thể ăn bất kỳ thứ gì. Vòng thi này dễ như ăn bánh thôi mà. Tuy nhiên, đây không phải là thi ăn những món bình thường hàng ngày, mà được làm từ những loại rau của trẻ em không thích. Cà tím, hành tây, bí ngòi, và cuối cùng là rau chiên dịch. Các thí sinh cần phải ăn tất cả những thứ đó thì mới có thể vượt qua được vòng thi đầu tiên này. Không thể nào, mình không thích chúng một chút nào. Thôi được rồi, mình không còn lựa chọn nào khác đâu. Chúng tôi chuẩn bị phần thi này để muốn nói về việc một bữa ăn cân bằng sẽ rất quan trọng cho sức khỏe của trẻ em. Mình không thể nào ăn chúng được. Mình chỉ ăn được những món bình thường thôi à. Ủa, vậy là thí sinh Chin Hoa đã chấp nhận bỏ cuộc. Bây giờ chúng ta hãy tiến hành kiểm tra hai thí sinh còn lại. Tuy cả hai thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong bữa ăn của mình rồi. Và như vậy là hai thí sinh của chúng ta, Choi Chadu và Lee Eun-woo sẽ cùng được quyền tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai. Vòng thi thứ hai chính là thi sức khỏe, đó chính là vận chuyển gạo. Tất cả mọi người ở đây chắc cũng đều biết, giải thưởng cho người thắng cuộc là một năm cấp gạo miễn phí. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một tháp gạo lớn ở phía dưới sân khấu. Sử dụng dụng cụ đã được cung cấp. Trong khoảng thời gian 5 phút, thí sinh nào chuyển được nhiều gạo nhất sẽ là người chiến thắng cuộc thi ngày hôm nay. Nè Chadu, một năm cấp gạo miễn phí lận đó, hãy cố gắng lên. Đúng như vậy, mình nhất định phải giành được chiến thắng. Được rồi, hãy cứ chờ mà xem. Mình đã phải đi rất xa nên không thể nào quay về với đôi tay không.
Tôi đã nhìn thấy được cả hai thí sinh đều quyết tâm giành chiến thắng. Và bây giờ vòng thi cuối cùng xin phép bắt đầu. Mình không thể chuyển thêm được nữa. Dạ bụng của mình hình như là có vẻ không được ổn rồi. À, không thể nào tin được mà. Cha đủ à, nếu như con chiến thắng, mẹ xin hứa sẽ làm món dăm bông cho con ăn mỗi ngày luôn. Con hãy cố lên. Dăm bông, dăm bông, dăm bông. Ăn dăm bông mỗi ngày, vậy thì mình nhất định không thể thua. Thưa quý vị, chỉ còn có 10 giây nữa thôi. Với số lượng hiện giờ, có thể thí sinh Lý Anh Huy sẽ là người thắng cuộc. Anh Huy không thể nào thắng cuộc, chuyện đó không thể nào xảy ra được. Hãy nhìn cha đua kìa, cô bé đang thể hiện cho tất cả chúng ta nhìn thấy một sức mạnh thật phi thường. Nếu như cha đua có thể mang hết toàn bộ số gạo đó thì cô bé sẽ giành chiến thắng. Và người chiến thắng chính là bé Joy Shadow. Xã hãy mau rời khỏi chỗ này thôi. Mục đích của việc cắm trại lần này là thoát khỏi sự ngột ngạt và ô nhiễm của không khí ở bên trong thành phố, đồng thời học cách sống tự lập và rèn luyện tinh thần hòa bình với mẹ thiên nhiên. Thưa chị Huy, nếu muốn thoát khỏi những điều đó thì tại sao chúng ta vẫn cứ ở trong cái thành phố ngột ngạt này vậy? Mình thích cắm trại. Đúng rồi đó. Thì là tại vì... Nào, tất cả các em hãy chú ý. Chắc là các em đã xem tin tức rồi. Hiện giờ ở Kanwondo đang mưa rất lớn, nên chúng ta không thể nào tới đó để cắm trại như dự tính ban đầu được. Cho nên nhà trường mới đành phải đổi kế hoạch và quyết định cắm trại ở ngay tại trường học. Thầy mong các em vẫn sẽ tham gia tích cực hoạt động này. Tụi em chỉ muốn được đi cắm trại ở chỗ nào xa xa mà thôi. Thiệt vậy sao? Thôi được, thầy hiểu ý em rồi. Nếu các em đã muốn vậy thì chúng ta sẽ không cần tham gia hoạt động cắm trại nữa. Tất cả các em hãy đi lên lớp học bài. Dạ thôi thầy ơi, tụi em không muốn đâu thầy ơi. Thưa thầy hiệu trưởng, suy nghĩ kỹ lại thì cắm trại ở trường chắc chắn sẽ để lại nhiều kỷ niệm đẹp lắm đúng không thầy? Dạ phải, tụi em hứa sẽ tham gia hết mình luôn. Xin cảm ơn thầy rất nhiều, thưa thầy hiệu trưởng. Không có gì, đừng có khách sáo. Nào, hãy chú ý. Tất cả các em, như vậy là vừa rồi thầy đã chia thành ba đội. Hãy thực thi. Vậy tụi mình là đội 1. Là đội 2. Đội 3 đây. Chúng ta sẽ trở thành đội tuyệt vời nhất. Chuyện đó đương nhiên rồi, khi chơi tụi mình sẽ hết lòng tương trợ lẫn nhau mà. Chỉ cần nhìn mắt của nhau là đã biết đồng đội mình đang nghĩ gì rồi. Đội 3, đừng có đứng đó mà nói chuyện khen ngợi lẫn nhau nữa. Việc đầu tiên, các em cần phải nhanh chóng dựng lều để tối nay còn có chỗ ngủ. Hãy thực thi. Bắt đầu nha, giờ mình sẽ đứng vững chắc cây sào này. Và các bạn sẽ kéo căn lều qua hai bên. Còn bạn thì nắm chặt sợi dây thừng nha. Được lắm, đội này có đội trưởng rất tốt. Các bạn ơi,
mình vốn chỉ là một tiểu thư, cho nên mình không thể làm được gì. Mình biết là các bạn rất cực, nhưng khi nào dựng lều xong mình sẽ chịu trách nhiệm phần trang trí cho. Vậy nha. Thôi vậy cũng được. Nếu biết mình không làm được thì tốt nhất đừng nên tham gia để tránh gây cản trở. Đã nói là để mình làm cái này rồi mà. Cậu bị cái gì vậy? Lúc đầu mình đã nói là nhận nhiệm vụ đóng cọc rồi mà. Các bạn đừng cãi nhau nữa. Mình giữ cái này lâu lắm rồi. Cái cục này nặng quá trời à. Ráng thêm một chút xíu nữa đi Minji. Tới khi nào Đôn Đôn đưa cho mình cái búa thì sẽ đóng xong cọc liền thôi mà. Bạn nói gì chứ? Đưa búa cho bạn hả? Không đầy nào có chuyện đó. Đó chính là lỗi của bạn. Hãy nghe đây, đây là lỗi của cả hai em. Bạn nhớ đó nha. Rồi, sau khi các lều đã được dựng xong, bây giờ các em hãy bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối với thức ăn và dụng cụ nấu mà mình đã mang theo. Cái gì chứ? Mắc mớ gì mà mình phải xách nước? Lý do là bởi vì bạn không chịu đem thức ăn theo. Đi cắm trại với mọi người mà bạn chỉ đem theo muỗng với đũa thôi là sao hả? Thì chuyện này bạn nói cũng đúng. Được rồi, thôi đi Đôn Đôn à. Mình mang theo nhiều đồ ăn lắm cho nên bạn cứ coi như. Đừng bao che cho bạn ấy Minji. Đúng vậy, tất cả mọi người đều mang đồ ăn theo. Vậy mà cha Đu không đem theo bất cứ cái gì hết đó. Bởi vậy mà bạn ấy cần phải làm cái gì đó để bù đắp lại chứ. Bạn nghe chưa? Đi lấy nước về mau lên. Được rồi, mình chấp nhận đi lấy nước. Nhưng mà mình không thèm ăn của các bạn đâu. Đúng là mình không nên nói như vậy. Mau đi chỗ khác đi. Ta không thể bỏ bữa tối được là vì ngươi đó. À, có một con rắn. Giữa Seoul này mà cũng có một con rắn nữa. Nè chú rắn kia, hãy tới đây với ta đi. Lạ thiệt á, rắn mà cũng biết bò ngược nữa hả? Em nhìn thấy chỉ huy rồi nha. Bình thường thì đa số mọi người đi trong rừng khi gặp rắn đều sợ. Nhưng mà tại sao em lại không sợ gì hết mà còn dám tới gần con rắn nữa hả? Dạ thưa chỉ huy, em nghĩ chắc có lẽ là do em không hợp với cắm trại. Mới vừa rồi em đã gây sự với các bạn ở trong đội của em đó. Không phải đâu, em gặp một vài rắc rối với các bạn của mình thật sự không phải là do cắm trại. Nghe thật như vậy sao? Mà chính là do bản thân em. Nhưng mà sao chỉ huy lại dám khẳng định như vậy? Khi ở trong một nhóm thì em phải nghĩ cho đồng đội chứ đừng nghĩ cho bản thân mình. Nghĩ cho đồng đội hả? Như vậy có nghĩa là... mọi người đang tới đó. Em nhớ đừng nói ai về con rắn nha. Nghĩ cho đồng đội hả? Sao chỉ huy không giải thích rõ ràng cho mình hiểu chứ? Có rắn kìa. Nước đã có rồi đây. Thơm quá. Là món cà ri sao? Cà ri thì phải bỏ gì cây cây vô mới ngon. Không biết là có bạn nào đem ớt bột theo không hả? Có mấy trái ớt đỏ ở đây nè. Ớt này là do mình đem theo nhưng mà nó cay dữ lắm. Có thiệt không? Anh nè, ớt này cũng đâu có cay lắm đâu. Sao kỳ vậy ta? Mẹ mình nói là loại ớt này cay dữ dội lắm. Nhưng mà mình thấy không cay chút nào hết. Nhưng mà dù sao thì thà có còn hơn không. Để mình sắc bỏ vào nha. Bỏ vừa vừa thôi. Đừng có mà lo, không có cay chút nào hết á. Nó sẽ giúp cho món cà ri nè. Để mình đi lấy thêm nước nha. Trời ơi. Sao hả? Các em ăn tối có ngon miệng không? Dạ ngon. Ôi trời ơi, mình chỉ muốn đợt cắm trại này mau mau kết thúc thôi à. Giờ chúng ta chỉ còn một hoạt động nữa thôi. Đó là bài kiểm tra về lòng can đảm. Nhà vệ sinh, phòng âm nhạc, phòng họp. Nếu như các em mang được những lá cờ từ những căn phòng này về đây thì sẽ nhận được phần thưởng dành cho sự dũng cảm. Đó là khoai lang và bắp ngọt. Thiệt là hay quá đi. Vậy mới đúng chứ. Nào xuất phát. Nếu như mình
mình giành được những lá cờ thì dĩ nhiên là sẽ nhận được khoai lang và bắp ngọt rồi. Thật sự đây có phải là trường của tụi mình không vậy? Các em đã phải trải qua biết bao nhiêu cực nhọc để đến phần thi này. Các em có thích không? Nếu như thích thì các em hãy mau tìm cờ đi. Trời đông quá. Thật sự rất ấn tượng. Cho dù em đã đến được nơi đây rồi, nhưng lá cờ này từ trước tới giờ vẫn chưa có người nào có thể giành được nó hết. Vậy thì em sẽ là người đầu tiên giành được nó. Vậy mời em tiến tới giành nó đi. Mau tấn công đi. Hả? Ở đây cờ của em đây nè. Cảm ơn nha Chadu, vì toàn đội của chúng ta mà bạn đã phải trải qua rất nhiều vất vả. Mình rất ngưỡng mộ dù bạn đã phá hư bữa tối của đội. Bạn nói cái gì vậy? Có bao giờ mình làm không công cho người khác chưa hả? Mình sẽ ăn hết phần khoai lang và bắp ngọt. Nè, bọn các bạn quên rằng đã đối xử với mình tệ như thế nào rồi sao? Các bạn đã đối xử với mình giống như là một người giúp việc vậy. Cho dù cái bụng của mình có bể tung đi nữa thì mình cũng sẽ ăn cho hết. Sao bạn có thể làm như vậy? Nè Shadow à. Mình nói giỡn thôi. Dĩ nhiên là mình phải chia sẻ và tương trợ đồng đội rồi. Gì chứ? Chị Huy ơi, thầy có thể chia khoai và bắp cho tất cả các bạn ở đây được không? Đương nhiên rồi, em không cần lo chuyện đó. Hết rồi, lại đây ăn đi. Nè, sao không đỡ mình vậy? Rồi, các em còn 5 phút nữa để làm bài. Ai chưa làm xong thì cố gắng lên nha. Tuyệt vời, bài làm hoàn hảo. Bạn làm gì vậy? Làm hết không? Chuyện gì? Mình đâu có làm gì đâu chứ. Từ nãy tới giờ sao bạn cứ đổi qua đổi lại cái này với cái kia hoài vậy chứ? Thì mình nghĩ cái mình đã vẽ ở nhà nhìn đẹp hơn. Bộ không được hả? Bạn đã vẽ nó ở nhà sao? Nghe mắc cười quá đi. Bạn cho là mình sẽ tin hai cái này đều do bạn vẽ hay sao chứ? Thì tại hôm nay tâm trạng của mình không được tốt. Đang lúc làm bài thi mà bạn lại chơi gian lận như vậy, đúng là không công bằng chút nào. Đối với mình thì làm như vậy mới là công bằng. Có biết tại sao không? Vì đây là một trong những kỹ năng sống của mình. Cô đã nghe hai đứa nói hết rồi. Cô ơi, không phải vậy đâu. Em không có làm gì sai hết. Hôm nay tâm trạng em không tốt nên có nhận sự giúp đỡ một chút thôi. Em đừng có biện minh nữa. Kết quả bài thi vẽ lần này của em sẽ bị hủy bỏ và không được làm lại. Chưa hết đâu. Sau tiết này em phải tới phòng giáo viên viết bản kiểm điểm rồi nộp lại cho cô. Nghe rõ chưa? Bạn thấy chưa? Chính nghĩa luôn luôn chiến thắng mà. Trời cha đu. Hỏa sĩ Michelangelo.
Bây giờ là buổi công bố danh sách những bạn đoạt giải cuộc thi mỹ thuật toàn trường. Thầy sẽ công bố tên của người đạt giải nhì trước nha. Giải nhì cuộc thi mỹ thuật trường tiểu học Hassan lần thứ 34 thuộc về lớp 31 bạn Choi Chanu. Bạn giỏi quá Chanu. Thầy xin trao tặng bằng khen để khen ngợi việc sáng tạo cái đẹp trong môi trường học đường rất phù hợp với đề tài đưa ra. Choi Chanu, bạn khiến mình không được đọc bài mà còn bị viết bản kiểm điểm, trong khi bạn thì lại được lên nhận giải thưởng. Rồi cuối cùng sẽ là giải đặc biệt. Giải đặc biệt của cuộc thi mỹ thuật toàn trường thuộc về lớp 31 bạn Yun Sun Ki. Thầy trao bằng khen tuyên dương bài thi tuyệt vời của em, khen ngợi sự sáng tạo cho cái đẹp trong môi trường học đường. Xứng đáng được, tin được mọi người. Tại sao bạn mấy đứa không ra gì được nhận giải thưởng vậy? Gì vậy? Thái độ đó là sao? Cha đu ganh tị với đanh ghi hả? Còn một điều nữa, những bạn đã nhận được giải thưởng lần này sẽ được đại diện nhà trường tham gia cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc. Vậy sao? Bạn hãy đợi đấy cho cha đu. Bạn sẽ không bao giờ có cơ hội nhận giải thưởng tại cuộc thi mỹ thuật toàn quốc đâu, biết chưa? Cha đu ơi, tụi mình cùng đi ăn bánh gạo nha. Hôm nay mình được nhận tiền tiêu vặt nè. Mình cũng muốn đi lắm, nhưng giờ mình phải về luyện tập vẽ tranh rồi. Lần sau tụi mình sẽ đi ăn chung với nhau nha. Khoan đã Cha Đu ạ. Bạn có vẻ chăm chỉ quá ha cho Cha Đu. Mấy đứa ơi, mẹ có bánh sô-cô-la cho mấy đứa đây nè. Mấy cái đứa này không lo làm bài tập mà lại chạy đi đâu rồi không biết nữa. Thiệt tình à. Ôi trời ơi, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuẩn bị cho cuộc thi mỹ thuật toàn quốc. Không phải cuộc thi toàn quốc, được tổ chức ở ngoài trời sao? Ngoài trời thì có gió thổi và có mưa bất chợt nữa. Con phải chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những tình huống có thể xảy ra thưa mẹ. Ôi trời. Thiệt là mình hết hồn mà. Nè, bạn đang làm gì vậy? Giờ này mà còn ở đây lao sàn hả? Bạn không biết cho Cha Đu đang ráo riết luyện tập hay sao? Mình biết, nhưng như vậy thì sao? Thì bạn phải luyện tập chăm chỉ hơn cho Cha Đu để giành giải đặc biệt tại cuộc thi thiếu nhi toàn quốc mới được chứ. Mình biết, nhưng mà mình không nghĩ chuyện này lại khiến bạn phải bận tâm. Đàn Di, tỉnh táo lại đi. Hãy cho mình thấy bạn tôn trọng tài năng của chính bạn đi, biết không? Bạn nói ra những lời này có phải vì không muốn Cha Đu giành được giải thưởng đúng không? Còn bạn thì sao? Bạn không muốn đoạt giải hả? Không phải như vậy đâu. Cha Đu và mình là bạn, nên tụi mình sẽ cố hết sức động viên nhau. Ai nhận được giải thưởng đâu có quan trọng. Bạn không hiểu câu nói của mình lúc nãy hay sao? Chỉ cần nói cho mình biết bạn có muốn giành giải đặc biệt hay là không. Đương nhiên là muốn rồi. Nếu chiến thắng thì mình sẽ rất vui. Nhưng mình biết ngay mà, chúng ta có cùng mục tiêu, vậy là được rồi. Bạn đang nói gì vậy? Cái này mình cho bạn. Ba mẹ mình đã mua nó ở bên Pháp đó nha. Cực kỳ mắc tiền luôn á. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu tùy thích. Mình có thể cho bạn cái khác nữa. Cảm ơn bạn, nhưng mình đâu có thời gian để luyện tập. Mình còn phải tranh thủ lao tiệm cho xong nữa. Lao tiệm cứ để mình lao cho. Nhiệm vụ của bạn là mở bản vẽ ra luyện tập đi, hiểu không? Cảm ơn bạn vì đã mời mình, nhưng chắc là bây giờ mình phải về nhà luôn đây. Mình còn nhiều việc phải làm lắm và nghĩ ý tưởng cho ngày mai nữa. Mình đã nói rồi mà, mình có một thứ muốn cho bạn xem. Mau vô trong nhà mình đi, xem xong mình đưa bạn về là được chứ gì. Wow, đây là bảo tàng mỹ thuật sao?
Mỗi lần mẹ mình đi nước ngoài, mẹ đều sẽ mua về cho mình một tác phẩm bất kỳ, từ tác phẩm của họa sĩ đường phố cho tới các tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng. Đây là tiêu chuẩn văn hóa của mình đó. Wow, đúng là một bộ sưu tập đồ sộ. Mình có thể xem những bức tranh này một chút được không? Một chút thôi. Bạn cứ tự nhiên. Bây giờ mình sẽ đi về phòng của mình. Danji, bạn ở lại lâu lắm luôn rồi á. Phải ha, đúng là mình đã ở quá lâu rồi. Trời đất ơi, nãy giờ bạn đang vẽ cái này á hả? Bạn đã giúp mình rất nhiều khi cho mình tham quan căn phòng này. Vốn dĩ mình vẫn chưa biết ngày mai sẽ vẽ cái gì, nhưng khi đến đây mình cũng có một chút ý tưởng đó. Cảm ơn bạn. Nếu muốn cảm ơn thì ngày mai hãy ráng giành giải thưởng đi. Vậy nha, bây giờ mình phải về đây. Mình có để cho bạn một món quà ở trên bàn đó. Bạn nhớ xem nha, mong là bạn sẽ thích nó. Vậy ngày mai gặp ở trường ha. Quà hả? Cái gì đây? Là mình mà. Cảm ơn bạn đã cho mình xem những bức tranh rất tuyệt vời. Mặc dù có những lúc bạn đã làm cho mình hơi khó chịu. Mình chưa bao giờ nhận được món quà nào xinh đẹp như vậy. Gì vậy trời? Mình mới vừa nói cái gì vậy? Ơn Huy ơi, xuống ăn tối với mẹ đi con. Dạ con biết rồi, con sẽ xuống liền đây. Shadow ơi, nhanh nhanh lên đi con. Còn lề mề nữa là sẽ trễ giờ đó. Con làm cái gì mà đeo lủng lẳng vậy hả? Chỉ cần bỏ vài thứ vào một cái túi là được rồi. Không thể qua loa được, con cần phải mặc như vậy để nhìn giống như một nghệ sĩ thật thụ. Màu mè quá đi. Mà thôi, hôm nay con muốn làm gì thì cứ làm. Ê, bạn quậy gì nữa vậy Ên thôi? Nhanh lên, chúng ta đi thi thôi. Cha Đu nè, tuy cuộc thi này rất có ý nghĩa với con, nhưng đừng quan tâm quá vào giải thưởng. Con chỉ cần cố gắng hết sức là được. Nhưng nếu được nhận thưởng thì tốt hơn. Con biết Đan Ghi vẽ rất giỏi, tụi con còn là bạn bè thân thiết của nhau nữa. Nhưng con đã luyện tập rất chăm chỉ nên con muốn được nhận kết quả tốt nhất có thể. Với lại mẹ cũng biết là giải thưởng rất có giá trị mà. Thiệt hả con? Còn có cả tiền thưởng nữa sao? Còn giá trị hơn cả tiền thưởng nữa. Người đạt giải nhì sẽ có một buổi triển lãm tại bảo tàng. Còn người đạt giải đặc biệt sẽ được tham gia cuộc thi mỹ thuật dành cho trẻ con tại Mỹ. Cái gì? Nếu giành được giải đặc biệt thì sẽ được đi Mỹ miễn phí sao? Có thể đón xe buýt đến đó mà. Xe buýt làm sao mà nhanh hơn xe hơi được? Thật ra mình đón bạn là muốn cảm ơn bức tranh bạn đã tặng mình hôm qua. Thật ra mình đã định bỏ bức tranh đó rồi, vì mình nghĩ thế nào bạn cũng sẽ quăng nó đi mà thôi. Tuy nhiên đường nét trên gương mặt bạn lại quá xinh đẹp nên mình không nỡ bỏ, đành đánh liều tặng cho bạn. Mình xinh đẹp hả? Tất nhiên rồi, mắt mũi miệng của mình vừa rõ nét vừa đẹp đúng chuẩn. Chúng ta đến nơi rồi kìa. Cái gì? Sao nhanh dữ vậy? Cũng không nhanh lắm đâu, chúng ta bị kẹt xe mà. Shadow ơi, hôm nay sẽ có kết quả của cuộc thi vẽ cơ đúng không? Mình nghe nói hôm nay sẽ thông báo kết quả mà không biết sao nữa đây. Các em ơi. Các em ơi, cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc vừa rồi đã có kết quả đó. Cả hai giải thưởng cao nhất đều thuộc về thành viên của lớp chúng ta. Dạ, nếu được giải thì... Người được giải đặc biệt là ai vậy cô? Người đã đạt giải đặc biệt của cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc đó chính là Đan Ghi. Chúc mừng em, và bạn Cha Đu đã đạt được giải nhì. Yeah, Văn Hương, bạn đã làm được rồi và mình cũng làm được luôn. Cho Cha Đu, khả năng của bạn cũng chỉ được tới đó mà thôi. Đan Ghi mới là người giỏi nhất. Đan Ghi ơi, cuộc thi ở Mỹ là tuần sau có đúng không? Sau khi thi xong còn được trải nghiệm văn hóa trong vòng 4 ngày nữa hả? Đan Ghi, mình ghen tị với tài năng của bạn á. Đan Ghi nè, bạn nhất định phải giành giải đặc biệt tại Mỹ nha. Hãy chứng minh tài năng của trẻ con nước mình với thế giới. Mấy bạn à, mình không thể đi Mỹ được. Cái gì chứ? Tuy là có tài trợ chi phí tham gia cuộc thi, nhưng nhà mình vẫn không thể đảm đương được chi phí cá nhân nên mình không đi. Dù sao mình cũng thỏa mãn với giải thưởng toàn quốc rồi, sau này mình sẽ có một cơ hội khác thôi. Đan Ghi à,
cô chào tất cả các em. Hôm nay tiết 1 sẽ là tiết học ngoài trời. Tất cả chuẩn bị ra ngoài nào. Cô ơi cô, hôm nay bạn Đăng Ghi vẫn chưa tới. Bình thường bạn ấy không bao giờ nghỉ học hết. Cô cho em tới nhà bạn ấy để hỏi thăm được không cô? Ôi trời, thì ra các em vẫn chưa biết gì hay sao? Trong mấy ngày tới, bạn Đăng Ghi tạm thời không đi học được, vì bạn ấy đã đến Mỹ để tham gia cuộc thi mỹ thuật rồi. Dạ. Mấy ngày trước, có một vị mạnh thường quân đã tài trợ toàn bộ chi phí cá nhân khi ở Mỹ cho Đăng Ghi rồi đó. Vậy nên cô muốn các em hãy cổ vũ để bạn ấy có thể đạt thành tích tốt nhất. Tài trợ toàn bộ sao? Cô ơi, cô em muốn nói, hình như hôm nay bạn Ân Huy cũng chưa tới lớp luôn á cô. À, hôm nay Ân Huy không được khỏe cho nên mẹ của bạn đã xin cho bạn nghỉ rồi. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Sao mình vẫn giúp bạn ấy đi Mỹ chứ? Mình đâu có cần bạn ấy làm gì nữa đâu. Tại sao lại để cho bạn ấy đi Mỹ không biết nữa? Ân Huy ơi. Dạ mẹ, có chuyện gì vậy? Con nói không khỏe mà, sao lại ngồi vậy? Vì con nhờ mẹ đã làm xong cho con rồi đó. Không ngờ con lại thân với Đăng Ghi đến như vậy. Đâu có thân thiết cái gì đâu mẹ. Chỉ là con cảm thấy bạn ấy rất đáng thương mà thôi. Nhưng mà bức tranh đó là gì vậy mẹ? À, con hỏi cái này đó hả? Mẹ tham gia buổi triển lãm, thấy nó đẹp quá nên đã mua về đó. Mẹ nghĩ nếu như để trong phòng con sẽ rất là hợp. Mẹ ơi, mẹ lại mua tranh nữa hả? Lần này là gì á? Cái này. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hôm nay ở buổi triển lãm có người đã mua tranh của con rồi đó. Cái gì? Mà mẹ nghĩ là chắc ba của con đã mua bức tranh đó để cổ vũ cho con thôi. Tuyệt đối không phải đâu. Ba không thể nào biết được đó là tranh của con. Sau khi thảo luận với các bạn, con đã sử dụng nghệ danh của mình trên bức tranh. Ôi trời, thiệt luôn hả? Vậy nghệ sĩ Choi Chadu đã lấy nghệ danh là gì vậy ta? Michelangelo. Không chịu, không chịu. Con muốn đi, muốn đi mà. Con cũng sẽ đăng ký chương trình hướng đạo nữa. Con muốn được đi cắm trại mà mẹ. Nhà của mình không có dư tiền để cho con tham gia cái đó đâu. Đừng có mà nhõng nhẽo nữa. Minji, run sức. Ngay cả Đôn Đôn cũng đi cắm trại luôn. Tại sao con lại không được đi? Con rất muốn đi mà mẹ. Chadu ơi, mình có tin tốt cho bạn nè. Mình đã nói với cô giáo hướng đạo sinh về bạn. Bạn biết cô nói cái gì không? Cô nói là mình có thể dẫn thêm một người bạn nữa đó. Hả? Có thiệt không? Bây giờ bạn cũng là một thành viên hướng đạo nên có thể tham gia buổi cắm trại đó rồi. Ráng làm cho tốt nha. Đương nhiên, mình sẽ làm tốt mà. Cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Không có gì, đây là đồng phục của các anh chị khóa trên. Khi đến tham gia phải mặc cái này. Và phải tuân thủ theo những quy định được ghi ở trong đây nữa. Em phải nhớ đọc kỹ, không hiểu thì cứ hỏi. Dạ. Chúng ta sẽ lên núi, khí hậu trên đó có thể hơi lạnh, cho nên phải chuẩn bị áo ấm thật kỹ. Các giáo viên hướng đạo sẽ chuẩn bị lều và thức ăn cho tụi mình, nên chỉ cần mang vật dụng cơ bản là được rồi. Tuy nói là chỉ cần mang vật dụng cơ bản, nhưng mình phải chuẩn bị nhiều thứ lắm á. Mẹ ơi, mình có bộ đồ du lịch không? Mẹ ơi, mẹ cất xẻng ở đâu rồi? Mẹ ơi, con nhớ mẹ có túi ngủ mà. Sao không tìm thấy ta? Chị đi cắm trại có mấy bữa mà con muốn lật tung cái nhà này lên luôn hả? Thiệt tình à. Đây là cắm trại hướng đạo đó. Là một trải nghiệm mới. Con mong chờ lắm. Nồn nóng quá à. Các sẽ vừa lắm đây. À, Chadu ơi. Nè, Choi Chadu, bạn làm gì vậy? Chadu ơi, bạn tới rồi hả? Ồ,
Nhưng mà sao bạn mang nhiều đồ quá nhỉ? Mình đã chuẩn bị rất kỹ cho lần cắm trại này đó. Nè, bạn định đi bán hàng á hả? Đúng là người lần đầu đi cắm trại không biết cái gì hết trơn á. Mình nghĩ bạn cũng đang đi bán hàng đó. Ái da, có vẻ mọi người đã tới đông đủ rồi ha. Xuất phát thôi. Shadow ơi, bạn có ổn không? Không sao, nó chỉ như miếng bánh thôi mà. Ở nhà mình còn làm nhiều việc nặng hơn vậy nữa. Chị ơi, nếu chị cho em cưỡi thêm 10 phút nữa, em sẽ cho chị mượn tiền. Mình hiểu rồi. Các bạn phải dùng hết sức của mình chứ. Con trai cái gì mà yếu đuối dữ vậy? Nhưng tại sao tụi mình phải kéo đồ cho bạn? Bạn tự kéo đi chứ. Đúng đó. Tinh thần của các nam hướng đạo xem, không phải phục vụ và cống hiến cho xã hội hay sao? À thì đúng là vậy. Đó là lý do các nữ hướng đạo xin tồn tại, để cho mấy bạn học được sự yêu thương và cống hiến, có hiểu chưa? Rồi, nếu đã hiểu thì đi nhanh lên đi. Rồi, đã tới đất cắm trại, các em bỏ hành lý ra đi. Mỗi người hãy chọn cho mình một nơi ưng ý rồi dựng lều lên nha. Đóng chặt chặt. Cẩn thận đó. Mời. Kéo bên đó đi. Cậu cẩn thận cái con đường nha. Đúng rồi. Đây phải không? Shadow à, bạn đã từng dựng lều rồi hả? Thiệt là giỏi quá đi. Cái này có là gì đâu chứ, ở nhà mình cũng hay làm lắm. Hôm nay trời nắng quá. Thì ra là vậy hả? Mình đưa bạn theo là một quyết định hoàn toàn đúng đắn luôn. Cha đưa đi lần đầu mà còn làm được nhanh như vậy. Mấy bạn đi nhiều lần chỉ được như vậy thôi hay sao? Kém cỏi tới mức đó thì tính phục vụ và cống hiến cái kiểu gì? Thôi nha, tụi mình đã giúp bạn mà còn nói vậy hả? Bạn quá đáng quá à. Ngay cả điều cơ bản của một nam hướng đạo mà mấy bạn cũng không hiểu nữa phải không? Các em ơi, tối nay chúng ta sẽ đốt lửa trại. Các em có thể đi quanh đây đem củi về có được không? Chúng ta sẽ cần rất nhiều đó. Dạ, không có vấn đề gì thưa cô. Ngay cả lượm củi bạn ấy cũng thành thạo luôn. Không lẽ ở nhà cũng từng làm? Shadow ơi, Mimi ơi, tao mở cửa cho mẹ. Mẹ đã về rồi sao? Con đang làm bài tập nên con không biết. Có vẻ như lúc ở nhà Shadow cũng được giáo dục về kỹ năng sống thì phải. Mình không thể thua một người mà ngay cả huy hiệu hướng đạo cũng không có được. Lần này chính mình phải trực tiếp ra tay thôi. Shadow chỉ có thể lượm mấy cành cây nhỏ rải rác xung quanh đó mà thôi. Vậy thì mình sẽ đi lấy những cây củi lớn hơn nữa để xứng với huy hiệu đang tỏa sáng trên ngực mình. Các em à, các em có thấy anh Huy ở đâu không? Dạ đúng rồi ha. Từ chiều tới giờ không thấy bạn ấy. Nó mới nhớ ha. Hèn gì mình cứ thấy rảnh rỗi hay sao đâu á. Mình nghĩ không có cây nào lớn hơn cây này đâu. Trời tối quá, mình không nhìn thấy gì hết trơn á. Làm sao tìm được bạn ấy đây? Có đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn khi không có đèn pin đó. Bạn nói sao? Bằng cách nào chứ? Mẹ ơi!
bị cúp điện rồi, chắc khoảng một tiếng sau sẽ có lại thôi mà. Mẹ ơi, chúng ta đốt đèn cầy lên đi có được không? Mắc công vừa tốn tiền mua cây đèn cầy, mà lỡ làm cháy nhà thì biết phải làm sao đây. Chúng ta sẽ không sao đâu, con qua đây. Tất cả hãy nhắm mắt lại một chút đi. Rồi, bây giờ mở mắt ra thử xem. Hả? Hay quá, con có thể nhìn thấy mọi người mà không cần đèn luôn. Mắt của con người có thể tự thích ứng để nhìn được trong bóng tối đó con. Wow, Jadu ơi, cách này thần kỳ quá đi. Dù không có đèn mình vẫn có thể nhìn rõ phía trước. Đây đều là những kiến thức thường thức thôi. Chân mình đau quá, không thể bước nổi nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Mình đây, mình đang ở đây nè. Mau tới giúp mình với. Ôi, đừng đi mà, làm ơn cứu mình với. Anh Hôi, thì ra là bạn ở đây. Đi rồi mới biết bạn linh hoạt tháo vát và còn rất sáng tạo. Hè, mấy cái này có gì đâu chứ, được trải nghiệm cái mới, mình vui lắm. Còn được thấy người nào đó đang vừa mẹ nheo vừa kêu cứu nữa. Hừ, tại có thứ gì đó bay vô mắt của mình thôi chứ bộ. Con biết rồi, mẹ ơi, con biết rồi, mẹ đừng có nói nữa mà. Thương ghê chưa, chắc là hôm nay bạn ấy đang mệt lắm đây. Thưa ba, con mới về. Ờ, con gái lớn ba về rồi. Ba ơi, ba nhìn cái này đi. Con đã chính thức được nhận huy hiệu nữ hướng đạo sinh rồi đó ba. Con gái của ba giỏi quá, ba rất tự hào. Con đi chơi có vui không? À phải rồi, lần đầu cắm trại thế nào con? Cắm trại hả? Mọi thứ rất thú vị. À, vậy kể cho ba nghe con đã làm những gì. Ba thật sự rất tò mò về hoạt động của các hướng đạo sinh đó nha. Những việc mà con đã làm sao? Đúng vậy, con đã làm gì? Chuyện đó, nói thật ra thì con thấy so với lúc con ở nhà cũng không có gì khác biệt cho lắm. Con nói vậy nghĩa là sao? Ý con là dù là đi cắm trại hay ở nhà thì không khác nhau là mấy á. Đó, con thấy chưa, đi cắm trại hay ở nhà thì cũng có khác biệt gì đâu. Chỉ tốn tiền thôi, còn mất sức và tốn thời gian nữa chứ. Mau vô nhà cất đồ rồi rửa tay đi, để mẹ đi chuẩn bị món canh nóng cho con nha. Mọi người nói đúng, thức ăn ở nhà là ngon nhất. Hello가는 시간 지나가는 오늘 그 시간 속에 우리는 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 금파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 원하네 언제나 널 향한 나의 두 눈은 너의 두 눈빛 가득 따사로운 봄날처럼 샤랄랄라랄라 내 가슴 속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 사랑은 다가와 눈가에 비친 모습처럼 사랑해 그리고 설레는 마음
chưa có giá.